Sáng 12 tháng 7, Ban Chỉ đạo Phòng chống COVID-19 tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu đã thông báo mẹ ruột của ca sĩ Ngọc Sơn đã qua đời vào ngày 11 tháng 7 do bệnh nặng, không liên quan đến COVID-19. Mẹ của nam ca sĩ hưởng thọ 78 tuổi. Được biết, ca sĩ Ngọc Sơn hiện đang phải cách ly vì liên quan đến một ca mắc COVID-19 và không thể về để chịu tang mẹ. Cách đây một năm, danh ca Ngọc Sơn rất lo lắng khi mẹ của anh lâm bệnh nặng. Danh ca Ngọc Sơn cho biết anh luôn chọn những phương án tối ưu nhất để điều trị bệnh tình cho mẹ ở Mỹ. Hơn 10.000 đô la Mỹ cho một ngày viện phí và tình trạng kéo dài trong vòng 6 tháng. Tiêu cho mẹ không cần kể khổ, mẹ khỏe là được, dù bán cả gia tài, bỏ hết sự nghiệp mà cứu được mẹ là một sự hạnh phúc rồi, Ngọc Sơn kể. Cho đến tháng 6 2020, khi bệnh tình đã tiến triển khả quan, ca sĩ Ngọc Sơn cùng gia đình đã dốc nhiều công sức lo cho mẹ là bà Kim Loan từ Mỹ về Việt Nam để tiếp tục chữa bệnh. Theo đó, bà mắc khối u ở cổ nên hầu như ăn uống không được, sức khỏe suy yếu. Vốn nổi tiếng hiếu thảo trong showbiz Việt, nam ca sĩ dùng hết 45 tỷ, số tiền dành dụm cả quãng thời gian đi hát để lo cho mẹ. Thậm chí, anh còn chuyển số tài sản này sang tên bà để bà an tâm. Cách đây không lâu, danh ca Ngọc Sơn xuất hiện trên một chương trình truyền hình và có những giây phút trải lòng về mẹ. Anh bộc bạch: "Về phần mẹ tôi đã lo xong cho mẹ rồi. Mẹ tôi giờ đã qua khỏi cơn nguy kịch và khỏe lại. Có đợt mẹ tôi nguy kịch phải sang Mỹ nằm viện, trả những 10.000 đô la mỗi ngày, nhưng tôi phải lo hết. Lúc đó dù có phải bán nhà bán xe, tôi cũng đưa hết cho mẹ, lo cho mẹ bằng được. Tôi chuẩn bị sẵn tinh thần đi cầm cố ô tô của mình rồi đấy chứ, để lo cho mẹ. Chỉ cần mẹ khỏe mạnh, còn sống là tôi vui, mẹ phải sống. Tất cả là ơn trên cho, tôi rất may mắn và hạnh phúc. Tôi làm mọi thứ âm thầm, mọi chuyện qua rồi mới dám kể." Ngọc Sơn khẳng định mình sẵn sàng đi cầm cố ô tô lo cho mẹ trong trường hợp tệ nhất. Được biết mẹ ruột là người đồng hành, ủng hộ Ngọc Sơn trong con đường nghệ thuật. Trong một chương trình, bà Kim Loan từng tâm sự: "Trong gia đình có 4 người con, nhưng Ngọc Sơn là giống mẹ nhất, từ cách ăn uống, sinh hoạt, nói năng. Anh em mỗi người một tính cách, nhưng không hay giận hờn, vẫn gặp gỡ vui vẻ với nhau. Cả gia đình đều lo cho Ngọc Sơn, bây giờ phải có một đứa con." Về phía Ngọc Sơn, anh từng chia sẻ, hai mẹ con dù ở chung nhà nhưng vẫn thường xuyên nhắn tin nói lời yêu thương với nhau. Nam ca sĩ cho biết, lâu lâu là đi qua phòng thăm mẹ, như vậy là đủ hạnh phúc. "Gần đây mẹ tính sang tên giấy tờ nhà cho tôi, nhưng tôi nói không cần. Tôi lo lắng nhất là sợ mẹ mất sớm. Tôi không muốn mẹ tôi bận tâm bất cứ điều gì, vì mẹ tôi là duy nhất", giọng ca đêm cuối bày tỏ. Danh ca Ngọc Sơn có cuộc sống vô cùng xa hoa và là một trong những đại gia giàu có nước tiếng ở thành phố Hồ Chí Minh. Tài sản nổi bật của danh ca Ngọc Sơn bao gồm một biệt thự giác vàng trị giá 100 tỷ đồng ở thành phố Hồ Chí Minh, một căn chung cư cao cấp ở Hà Nội cùng nhiều đồ gỗ giá trị bạc tỷ, sở hợp thay đổi lia lịa. Sau khi bố qua đời, Ngọc Sơn dành hết quãng đời còn lại để phụng dưỡng và chăm sóc cho mẹ. Năm ngoái, giọng ca tình cha nhiều lần tuyệt vọng buồn bã khi mẹ lâm bệnh nặng. Sau một thời gian bán đi gia tài để chạy chữa cho mẹ, nam ca sĩ vui mừng thông báo cho biết khối u của mẹ là lành tính và đã hết bệnh, khiến anh hạnh phúc. Khi hay tin buồn, rất đông anh chị em nghệ sĩ gửi lời chia buồn và động viên danh ca Ngọc Sơn sẽ sớm vượt qua cú sốc này. Hiện tại trang cá nhân của nam danh ca chưa cập nhật thông tin gì thêm về chuyện buồn của gia đình. "Đây là nỗi đau, mất mát lớn của Ngọc Sơn. Anh dành cả đời để báo hiếu cho mẹ, đến nay lại không thể lo lắng trọn vẹn những ngày cuối đời của phụ huynh vì dịch bệnh COVID-19. Mới đây, thông tin về việc MV Cần Một Lý Do của Quang Đông và KICM bay màu trên YouTube nhận được sự quan tâm của cộng đồng mạng. Đây là sản phẩm âm nhạc debut của Quang Đông, cũng như đánh dấu sự trở lại của KICM sau khi vướng phải ồn ào với Jack. Một ca khúc có ý nghĩa lớn đối với cả hai nghệ sĩ, nhưng lại không nhận phản hồi tích cực từ người hâm mộ. Ra mắt vào thời điểm nhạy cảm, MV đạt top 1 trending YouTube chỉ sau 7 giờ lên sóng, nhưng éo le là lượng dislike không thích cũng lên đến hơn 1 triệu lượt sau 3 ngày. Trước khi biến mất trên nền tảng video lớn nhất hành tinh, Cần Một Lý Do cũng kịp đạt mốc 1,4 triệu lượt dislike. Đây có thể xem là một trong những cột mốc đáng quên nhất từ trước đến nay của KICM, khi có một sản phẩm thậm chí lọt vào top những MV bị dislike nhiều nhất thế giới, thiết lập kỷ lục không một ai mong muốn ở V-pop. Loạt sản phẩm sau đó của KICM ra mắt cùng những nghệ sĩ như Ren Evan, Rio, Huyền Tâm Môn, ABG cũng lâm vào cảnh lượt dislike áp đảo lượt like, khiến nhiều nghệ sĩ hợp tác cũng từng e dè. Nhưng người đặt nghi vấn vì nhận phản hồi trái chiều của cộng đồng mạng nên KICM đã tắt chế độ công khai dự án này. Tuy nhiên mới đây, chủ nhân hit Ai Mang Cô Đơn Đi đã có chia sẻ dài trên trang cá nhân, tiết lộ việc đã tự tay xóa MV bị dislike nhiều nhất sự nghiệp của mình. "Tôi làm MV hiếm khi nhận tài trợ, đều do tôi tự chi tiền làm. Trước là để thỏa mãn đam mê âm nhạc của bản thân, sau là để khán giả yêu mến tôi thưởng thức. Âm nhạc của tôi không bị ràng buộc trách nhiệm hay chi phối tài chính bởi bên ngoài, nên tôi có quyền ẩn, xóa hay giữ lại những tác phẩm mình làm ra. Khán giả của mình đã thưởng thức rồi", anh viết.
Bên cạnh đó, nhà sản xuất âm nhạc trẻ tuổi cũng thừa nhận việc bị gạt bỏ năm 20 tuổi ám chỉ đến ồn ào nhận gạch đá sau khi Jack ra khỏi công ty. KICM cho biết đây là tổn thương rất lớn đối với mình, nhưng nhờ vậy mà anh mạnh mẽ trưởng thành hơn. Tôi có hiện tại trưởng thành và mạnh mẽ hơn để không còn bối rối, băn khoăn khi nhìn lại. Nhưng đó vẫn là ký ức buồn với tôi và những người thương tôi. Đem đến tích cực thì mình giữ, còn đem đến tiêu cực cho cả mình và người thân thương thì nên bỏ nó đi. Dành chỗ cho tốt đẹp mới, âm nhạc của tôi cũng vậy. Dù trải qua mất mát, đau khổ gì chăng nữa, bạn cũng sẽ không tìm thấy tiêu cực trong âm nhạc của KICM, nghệ sĩ bày tỏ. Rắc rối với Jack vẫn ảnh hưởng đến sự nghiệp làm nhạc hiện tại của KICM khi một loạt sản phẩm anh kết hợp với những tên tuổi mới sau đó như Grand Event, Rio, Huyền Tâm Môn, ABG đều phải nhận lượt dislike khủng. Sắp tới, KICM sẽ cho ra mắt MV Chim Quý Trong Lòng kết hợp với Văn Mai Hương và hot TikToker Lê Bóng. Với dự án này, nhà sản xuất sinh năm 1999 ngầm đưa ra một thông điệp tự do thay cho những người trẻ đang sống trong định kiến của dư luận. Văn Mai Hương là một ca sĩ trẻ nhưng có bề dày hơn 10 năm hoạt động ở showbiz, là một trong những vocalist hàng đầu thế hệ 9X. Nhưng việc thành công quá sớm khi mới ngoài 16 tuổi khiến cô mất đi phần nào sự hồn nhiên tuổi trẻ do phải chịu áp lực gấp nhiều lần bạn bè đồng trang lứa. Vượt qua những khó khăn ấy, cô gái Hà Nội ngày càng trưởng thành và tự do trong âm nhạc của chính mình, đi lên bằng thực lực và sống hết mình với nghệ thuật. Văn Mai Hương là một trong những nghệ sĩ trẻ được giới chuyên môn đánh giá cao. Trong khi đó, Lê Bóng là hot girl từng gắn liền với hai chữ thị phi bởi những ồn ào tranh cãi trên mạng xã hội, từ lùm xùm trang phục nhạy cảm hay tạo dáng phản cảm ở chốn linh thiêng, điều khiến Lê Bóng nhận phải chỉ trích từ cộng đồng mạng. Chính vì vậy, việc xuất hiện trong MV của KICM cùng Văn Mai Hương khiến nhiều người cũng đặt câu hỏi liệu cô nàng sẽ làm nên chuyện hay không. Năm 2008, khán giả Việt Nam đã phát cuồng trước dự án truyền hình Bỗng Dưng Muốn Khóc từ đạo diễn Vũ Ngọc Đãng. Thành công ngoài sức tưởng tượng của bộ phim đã đưa tên tuổi của dàn diễn viên một bước lên hàng ngôi sao như Tăng Thanh Hà, Lương Mạnh Hải, Thủy Tiên. Sau ngần ấy năm, mỗi người giờ đã có định hướng riêng nhưng ký ức về bộ phim vẫn luôn nằm trong tiềm thức khán giả. Sau bộ phim, Tăng Thanh Hà và Lương Mạnh Hải vẫn giữ mối quan hệ thân thiết với nhau tới thời điểm hiện tại. Trên trang cá nhân, Lương Mạnh Hải mới đây đã khoe về món quà đặc biệt được Tăng Thanh Hà tận tay gửi tặng. Cụ thể, anh đã đăng tải hình ảnh bó rau cùng chia sẻ. Cô Trúc Tăng Thanh Hà thương mến, ra vườn hái một rổ đầy rau dành Nhật và còn chỉ cách ăn lẫn cách bảo quản. Thế là tranh thủ xin thêm mấy nhánh có rễ để vườn ao chuồng mùa dịch cho thêm bận rộn. Có thể thấy được rằng, dù không thường xuyên đăng tải những khoảnh khắc cùng nhau, nhưng mối quan hệ giữa Lương Mạnh Hải và Tăng Thanh Hà vẫn hết sức tốt đẹp. Một tình bạn kéo dài hơn chục năm từ một bộ phim gắn liền với ký ức khán giả là điều rất đáng ngưỡng mộ. 13 năm trước, nhờ thành công vang dội của Bỗng Dưng Muốn Khóc, cuộc sống lẫn sự nghiệp của Tăng Thanh Hà lẫn Lương Mạnh Hải đều thay đổi chóng mặt. Đầu tiên phải kể đến Tăng Thanh Hà, từ một diễn viên ít được biết đến, cô trở thành ngọc nữ của làng phim Việt. Cô tiếp tục tham gia một số dự án điện ảnh như Đẹp Từng cm, Mỹ Nhân Kế, Cánh Đồng Bất Tận. Năm 2012, Tăng Thanh Hà gây bất ngờ khi lên xe hoa với doanh nhân Louis Nguyễn và giải nghệ, từ bỏ ánh hào quang khi sự nghiệp đang ở đỉnh cao. Hiện tại, ngọc nữ màn ảnh ngày nào đã là bà mẹ hai con. Dù không hoạt động nghệ thuật, nhưng cái tên Hà Tăng vẫn có sức ảnh hưởng lớn với công chúng. Cô ít tham gia hoạt động showbiz để tập trung giúp gia đình chồng phát triển kinh doanh và chăm sóc các con. Dù cực kỳ kín tiếng, nhưng qua những gì cô chia sẻ trên trang cá nhân cho thấy, Tăng Thanh Hà có một cuộc sống hạnh phúc, đủ đầy. Ngoài chuyện tình cảm êm đềm bên ông xã doanh nhân, Tăng Thanh Hà còn giữ được mối quan hệ tốt đẹp với gia đình chồng. Cùng nổi tiếng như Tăng Thanh Hà trong Bỗng Dưng Muốn Khóc, Lương Mạnh Hải gây ấn tượng mạnh với ngoại hình điển trai cùng làn da trắng đúng chất công tử bột. Hình ảnh chàng công tử có gương mặt thư sinh, ham chơi nhưng chân thành trong tình yêu để lại ấn tượng sâu đậm trong lòng người xem truyền hình. Sau khi bộ phim kết thúc, Lương Mạnh Hải tiếp tục góp mặt trong những tác phẩm Đẹp Từng cm, Ngôi Nhà Hạnh Phúc, Vừa Đi Vừa Khóc, Hot Boy Nổi Loạn. Lương Mạnh Hải thời điểm đó trở thành một ngôi sao được săn đón của showbiz Việt, thậm chí nhiều người còn đặt cho anh danh xưng là hoàng tử màn ảnh. Ngoài đóng phim, Lương Mạnh Hải cũng thử sức thêm ở nhiều vai trò như MC truyền hình và sản xuất phim. Từ một diễn viên tay ngang, hiện tại Lương Mạnh Hải dành một tình yêu say đắm cho bộ môn nghệ thuật thứ bảy. Ngoài làm diễn viên, anh còn là một đạo diễn có tài. Cách đây 2 năm, Lương Mạnh Hải quay trở lại với vai trò đạo diễn với bộ phim điện ảnh đầu tay mang tên Hoa Hậu Giang Hồ. Ở tuổi 39, Lương Mạnh Hải vẫn là anh chàng độc thân vui vẻ. Chia sẻ về chuyện tình cảm, Lương Mạnh Hải từng thổ lộ: "Đối với tôi, công việc là chuyện của công chúng, còn tình cảm là chuyện riêng tư, nên tôi không bao giờ muốn chia sẻ. Kể từ khi còn làm phóng viên, tôi ngộ ra chân lý cái gì riêng thì sẽ mãi là của riêng. Rất khó để biết được công chúng quan tâm vì yêu thương mình hay vì hiếu kỳ. Vậy nên quan điểm của tôi là cái gì riêng thì sẽ phải giấu."
vì sự kín tiếng của mình, Lương Minh Hải phải thường xuyên đối mặt với tin đồn về giới tính. Đứng trước những đồn thổi, nam diễn viên gốc Hà Nội bình tĩnh trả lời, nghệ sĩ thì cần phải có tin đồn, cần phải gợi sự tò mò cho khán giả. Mình cũng nên cần có những bí mật để người ta còn thắc mắc và đặt câu hỏi chứ. Đến thời điểm này thì không còn tin đồn nào khiến tôi phải lung lay, hoảng sợ. Bây giờ là lúc mình phải sống cho mình, sống cho cảm xúc thật và làm những điều bản thân mình muốn chứ không phải người khác muốn.